gần chị. Dạ, à, là Thanh Sang. Thì bạn sẽ cho xem điện thoại của mình trước, đó là bạn Sang. Lý do tại sao bạn chọn 4 cái icon ở phía dưới là 4 cái phần mềm ứng dụng mình hay sử dụng nhất? Báo thức nè, cuộc gọi với tin nhắn. Tin nhắn thì dùng để liên hệ với cái người mà diễn viên, ca sĩ. Báo thức để đúng giờ đúng giấc. Mức độ mà trung bình ngủ là khoảng 1 tới 2 giờ khuya. Có khi là 5, 6 giờ sáng phải dậy đi tiếp rồi. Thậm chí là có không có ngủ luôn. Cho nên là cái báo thức này thì em cài nó rất là sát giờ với nhau. Đó, như là... Oh, trời ơi, như cái sở táo quân vậy. Cái thứ nhì là web. Cái lên web, mạng á chị, lên mạng web á. Để khi mà em có một cái thông tin nào đó nó xảy ra ngay tức khắc thì em sẽ lên hỏi Google. Tại vì làm MC mà nhiều khi cũng cần tài sự để nói chuyện này nọ. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình đang trên sân khấu vừa bước xuống như cái chị ca sĩ chạy lại hỏi em bài đó ai sáng tác, là em phải lên liền để có liền cho người ta. Cho nên là phải có cái... Đúng rồi, nhiều khi tao quên. Ảnh thì đa phần là em đi hát, đi diễn kịch. Em đã từng diễn kịch ở đâu? Cái chương trình cho thiếu nhi rồi đó. Thì đóng vai con thú. Dễ thương quá, làm ba mẹ em đâu? Lâu rồi em không có chụp hình ba mẹ nhưng tại mà... Tại sao? Tại vì em không có về quê. Còn hình ba mẹ của em với gia đình của em thì em để ngay cái trang đầu của Facebook của em. Cho chị xem trang đầu của Facebook đi. Mẹ em nhiêu tuổi? Mẹ em năm nay khoảng 45 tuổi. Mẹ tên gì? Dạ mẹ tên Hà. Em gọi cho mẹ em cái chị nói chuyện được không? Thường là ba mẹ em gọi cho em qua Facebook không à? Đâu mở bằng cách nào à? Đó, đang mở rồi đó. Đang gọi. Đang gọi rồi đó. Chị Duyệt. Dạ, em chào chị, em là Hoàng Rapper. Dạ, người em thân thiết của chị Duyệt Hương. Chị ơi, Sang á đi hát chung với em, nó mới tâm sự với em, nó nói chị nhỏ đó nó lỡ có bầu, giờ sao? Có cháu nội bế liền. Mà sợ không dám nói với mẹ, giờ phải nhờ chị Hương tư vấn nè. Chị nói gì mẹ thiệt nghe không? Kêu ba tới nghe luôn. Kêu ba tới gia đình nghe. Ba ơi ba. Dạ anh chào ba. Dạ, ý anh sao? Bế cháu nội luôn không? Chấp nhận luôn kìa. Chấp nhận luôn. Đấy, đỡ rung chưa? Nó sợ, nó khóc, nó không dám nói ba mẹ. Không, bây giờ anh nói rõ ràng cho em nghe để cho nó đừng có rung. Nếu mà như vậy là chấp nhận luôn. Cháu à. Nhưng mà giờ bên ngoài người ta không chấp nhận. Người ta nói phải có 20 cây vàng ta mới cho cứ. Chị ra để cho nó lo đi. Trong luôn. Sao vậy anh Hiền chị Hà? Con dạy thì cái mang chứ. Ừ, chị Hà nói một câu coi. Cho 5 cây nha. Để ba Sang quyết định đi. 1 cây à? Không nói lên lời. Không nói lên lời đưa con số 1 thôi. Nói gì với chị Vũ có bầu trước là không cưới đâu, không chịu đâu. Đức dâu đàng hoàng làm lớn đàng hoàng mới được. Dạ, nãy giờ em giỡn với chị thôi. Mới quen bạn gái. Rồi em chúc cho chị Hà với anh Hiền, hai vợ chồng Hiền Hà Hương, ba đứa mình vui vẻ, mãi mãi thương nhau. Dạ, chị nào đứng cưới Sang là em gửi thiệp mời chị nha. Dạ, em đang có kiếm bạn gái cho nó nha, yên tâm. Sẵn sàng để khám phá bên trong chiếc điện thoại của bạn Trường Giang. Rất là đơn giản đúng không? Đơn giản đó. Đa số là những cái phần mềm đó cho công việc là nhiều hơn. Còn về giải trí âm nhạc nào? Bạn nghe phần mềm âm nhạc nào? Em hay nghe Zing MP3 thì nhiều hơn. Anh ở nhà đâu thế à? Đây là một trong những ca khúc em nghe vào sáng sớm. Nghĩa là em rất thích nghe nhạc vui nhộn vào buổi sáng. Vui vui, đúng nhẹ rồi. Nhàng một chút. Để cho tâm trạng ngày em đó sẽ tốt hơn. Mình khám phá vào phần khác nào? Dạ vâng. Về phần báo thức thì để coi bạn vâng với ạ. Sang thì sao nè? Đây ạ. Ồ, bên kia dài như cái sớ, bên đây ngắn ngủn nè. 8:30 dậy đi làm. Vâng ạ, đúng rồi ạ. 6:40 là làm xong. À không ạ, 18:40 là giờ mà em sẽ căn giờ để em gọi là thực hiện theo cái chế độ dinh dưỡng của PT. Còn 21:20 thì thường là cái khung giờ mà em sẽ tranh thủ chợp mắt 10 phút để làm việc vào ban đêm. Thì em làm sẽ làm việc ban đêm. Vâng đúng rồi. Tại sao lại chọn cái giờ làm nó ngược vậy? Tức là em sinh hoạt với cả người nước ngoài nhiều. Vì vậy mà bên nước ngoài thì là sáng thì bên Việt Nam sẽ là tối. Đúng rồi. Đó. Em cho chị coi cái hình gia đình được không? À, dạ vâng ạ, đây là ảnh của gia đình em ạ. À, rất là đẹp. Ủa, mẹ còn trẻ đây quá. Đây là chị gái em. À, mẹ em năm nay là 53 tuổi. À, 54 tuổi. Còn chị gái em nhiêu da? Chị gái em thì năm nay 30 tuổi. Ba có gia đình rồi ạ. Còn đây là ba em. Ba em cũng gần 60 rồi. Ồ, đội hình nhà mình đẹp quá nha. Chắc ba mẹ vui, rạng rỡ con tự thành hào tài. Dạ vâng. Còn rất trẻ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ xin mời quý vị dành cho bạn Kim Nga đôi phút để có thể tìm hiểu thế giới riêng tư qua chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Trong thời gian này, xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút.